Không, 500. 500 đô la. Oh, okay, 500 có người tới nhà ráp luôn. Cái này là 1.200 đô la đó. 500 có ai cho ta? Going once. 500 đô la. Going twice. Twice. Three times. Sold. Sold. Rồi, 600 đô la. Lấy tên. Lấy tên, lấy check luôn. Magic bag dress. Oh yeah. Rồi bây giờ tiếng hát này là chắc chắn là quý vị phải ra sàn nhảy nữa rồi thưa quý vị. Nữ ca sĩ Diễm Ly. Vâng thưa quý vị, sau đó thì quý vị sẽ nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Kim Thanh. Và sau Kim Thanh sẽ là tiếng hát của nữ ca sĩ Lạc Thúy. Còn nữa thưa quý vị nhiều lắm. Nguyễn Minh Hoàng, SCN Voice. Nguyễn Minh Hoàng nữa. Còn nhiều lắm thưa quý vị. Rồi Diễm Liên, mời Diễm Liên biết luôn em. Rồi ra thằng nhảy nha Diễm Liên. Hay sao? Ok thôi, bây giờ mình ngồi mình xây đi nha. Trần Liên xin kính chào quý vị. Mời quý vị nghe bài hát Anh Còn Đợi Em của Diễm Liên bằng. Yeah.